đây là câu chuyện giúp bạn biết mình đáng giá bao nhiêu. Có ông lão gặp một anh thanh niên cao to đang xin ăn bên vệ đường. Anh ta luôn miệng cứ than thở rằng mình không có gì cả, không ruộng, không vườn, và mình cảm thấy rất là vô giá trị. Ông lão mới nói anh hãy lượm một hòn sỏi ở bên đường và mang ra chợ bán. Nhưng nhớ, dù người ta trả bao nhiêu, anh cũng không được bán. Trong đầu anh ta nghĩ, hòn đá như vậy có giá trị gì đâu, làm sao mà bán được. Nhưng anh ta vẫn nghe theo lời lão. Và sau 3 ngày, có người trả anh ta 1 đồng, rồi 5 đồng, anh ta không bán. Ngày hôm sau, ông lão bảo hãy mang ra chợ vàng bạc mà bán. Lúc đầu, người ta trả 50 đồng đến 100 đồng, anh ta vẫn không bán. Nhiều người thắc mắc, ủa hòn đá này có gì đặc biệt mà giá cao hơn cả vàng mà anh ta không bán vậy? Vậy là có người trả tới 300 đồng, anh ta không bán. Qua ngày hôm sau, ông lão bảo hãy mang ra chợ Kim Hoàng mà bán. Lúc này có người trả tới 500 đồng đến 1.000 đồng, anh ta vẫn không bán. Anh ta thắc mắc và anh ta chạy về hỏi ông lão. Ông lão mới nói rằng, nếu anh cho mình là một người vô dụng, anh coi mình như hòn đá xấu xí kia, thì anh sẽ là hòn đá xấu xí đó. Và nếu anh tin chắc rằng mình là một người có giá trị, mình là hòn đá vô giá, thì bản thân anh sẽ trở nên vô cùng quý giá. Do vậy, hãy không ngừng phát triển bản thân, hãy tin vào chính mình, phải cố gắng để khẳng định chính mình. Chà.